Xin chào các bạn. Bài hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn cách tính toán đơn giản trong Excel. Đó. Để tính toán trong Excel thì nó cũng tương tự như với tính toán bình thường. Đó. Chúng ta phải lập công thức, chúng ta phải dùng toán tử cộng trừ nhân chia. Đó. Và trong Excel chúng ta không dùng giá trị cụ thể trong lấy giá trị cụ thể tại ô của Excel mà chúng ta lấy thông qua địa chỉ của ô. Quay trở lại bài hôm trước đúng không? Chúng ta đang có bảng danh sách hàng hóa bán hàng trong tháng 10. Dụ đây, cô sẽ nhập số lượng đúng không? Tôi sẽ nhập số lượng, nhập đơn giá và chúng ta phải tính thì thành tiền. Ví dụ cô nhập số lượng nào. Tạm thời chúng ta nhập như thế. Đơn giá ví dụ 15.000. Thành tiền đúng không? Thành tiền là sẽ bằng đơn giá nhân với số lượng đúng không? Công thức của chúng ta là lấy đơn giá nhân với số lượng. Vậy để bắt đầu một công thức trong Excel thì trước tiên chúng ta phải gõ dấu bằng đúng không? Dấu bằng bắt đầu một công thức trong Excel, bắt đầu một hàm trong Excel bao giờ cũng bắt đầu là một dấu bằng đúng không? Số lượng nhân với đơn giá, chúng ta lấy chuột kích vào ô số lượng đúng không? Hàng tôi đang tính thành tiền của hàng thứ ba, tôi kích vào ô số lượng của hàng thứ ba, kích vào số lượng ở đây nó không lấy 20 đúng không, nó không lấy giá trị 20 mà lấy là C3, tức là lấy giá trị tại ô C3 đúng không? Tại ô địa chỉ C3, C3 chính là địa chỉ, mà địa chỉ đây tôi gọi là địa chỉ tương đối. Các bạn hiểu thế, địa chỉ tương đối. Lấy giá trị tại ô C3 nhân với gì? Đơn giá. Đơn giá này nó không lấy 15.000 mà nó lấy sẽ là ô gì? D3. Nhân trong Excel nó sẽ là dấu sao. Các bạn giữ kíp nhấn dấu sao. Nhân với ô gì? Đơn giá. Ô D3 đúng không? Nó không lấy 15, nó không lấy 20 mà lấy gì? C3 nhân với D3. C3 và D3 ở đây cô gọi là địa chỉ của ô. Địa chỉ của ô gồm chỉ số hàng và chỉ số cột. Sau khi chúng ta gõ xong, chúng ta nhấn Enter. Nó sẽ ra gì? Giá trị. Đúng. Thành tiền của cái số lượng là 20 và đơn giá là 15. Để tính toán những thằng còn lại, đúng không? Những thằng còn lại này, chúng ta không phải là dấu bằng nữa, đúng không? Chúng ta không, công thức chúng ta không thể lại bằng nữa như thế này được, đúng không? Như đây nó có chỉ có 5 mặt hàng thôi, vậy có 1.100 mặt hàng, chúng ta không thể bằng thế được. Ví dụ trong Excel tính thế thì khác gì trong Word, đúng không? Để đây, để tính được một thằng đầu tiên rồi, đúng không? Những thằng tiếp theo chúng ta để chọn chuột này, kích chuột vào cái ô chúng ta đã tính được, đúng không? Kích chuột vào ô công thức đã được. Chúng ta để con trỏ chuột tại cái góc phải dưới, khi con trỏ chuột hiện màu đen đậm, chúng ta vừa giữ chuột, chúng ta vừa kéo chuột. Đấy. Trong quá trình như này người ta gọi là auto công thức. Đấy. Quá trình chúng ta làm là tự động copy công thức, ta kéo xuống. Được. Thì nó sẽ ra giá trị thành tiền của những ô còn lại, đúng không? Các bạn, bây giờ khi các bạn giá trị, các bạn kích vào xem này. Đấy. Ô D3 nhân C3. Khi chúng ta copy công thức thì cái địa chỉ nó tự động tăng theo này. C4 D4 này, C5 D5 này, C6 D6 này, C7 D7. Đấy. Khi chúng ta copy công thức thì địa chỉ nó tự động tăng theo. Cái địa chỉ này người ta gọi là địa chỉ tương đối. Đúng. Địa chỉ tương đối là địa chỉ tăng theo phương chiều và khoảng cách khi chúng ta gì, tự động copy công thức, đấy, auto công thức, chưa? Ngoài địa chỉ tương đối ra, nó còn thêm một địa chỉ nữa là địa chỉ tuyệt đối. Địa chỉ tuyệt đối là địa chỉ sẽ không thay đổi khi chúng ta copy công thức như vừa rồi. Được chưa? Khi chúng ta copy công thức. Ví dụ đây, cô lấy địa chỉ tuyệt đối thằng đơn giá này, tôi chỉ lấy đơn giá là 15 thôi, thì cái thằng D3 này tôi phải điền địa chỉ tuyệt đối. Các bạn lưu ý là điền địa chỉ tuyệt đối. Ví dụ để điền địa chỉ tuyệt đối, khi chọn ô dữ liệu xong ta nhấn F4 trên bàn phím.
Thì nó sẽ có dấu đô la ở đằng trước chỉ số hàng và chỉ số cột nhân từ, chúng ta nhập nhân từ. Được chưa? Đấy, nhân từ D3. Và khi chúng ta copy công thức này, các bạn gửi đi. Khi chúng ta để địa chỉ tương đối, tức là không có đâu đằng trước, thì dữ liệu nó ra sẽ đúng. Đúng. Khi chúng ta để địa chỉ tuyệt đối, thì chúng ta copy công thức này, thì nó chỉ nhân với đơn giá 15 thôi, chứ nó không nhân được với đơn giá 34 ở đây. Đó. Nó chỉ nhân với thằng D3 thôi, tức là nó chỉ nhân với thằng 15 này thôi. Vậy khi mà chúng ta muốn copy công thức đúng, đó, tức là tự động copy công thức đúng, thì chúng ta phải dùng địa chỉ gì? Tương đối. Thì thằng số lượng nó mới thì tự động nhảy theo chúng ta. Đó. Đấy. Thì thằng số lượng mới tự động nhảy theo. Đó. Nó mới tự động nhảy theo D3, D4 ở đây, D5 ở đây. Đúng. Tự động nhảy theo. Đấy là trường hợp sử dụng địa chỉ tương đối. Còn trường hợp sử dụng địa chỉ tuyệt đối, trong trường hợp chúng ta tìm kiếm, sau này chúng ta sử dụng hàm VWAP, hàm HWAP. Đúng. Ví dụ cụ thể trong đây. Đấy, khi này, đúng không? Vì đây tôi có số tiền muốn quy đổi là 100 triệu, đúng không? Đổi ra đô la Mỹ, đổi ra đô la Hồng Kông, đổi ra nhân dân tệ với tỷ giá như này. Đúng không? Đô la Mỹ là 20, đúng không? Vậy 100 triệu đổi ra được bao nhiêu đô la Mỹ, đổi ra được bao nhiêu đô la Hồng Kông, đúng không? Đổi ra được bao nhiêu nhân dân tệ. Ở trong trường hợp này thì tôi muốn giữ nguyên cái ô này, tức là ô này không thay đổi khi cô copy công thức. Đúng không? Thì ở đây tôi phải dùng địa chỉ gì tuyệt đối, ví dụ bằng tỷ giá là 100 triệu, đúng không? Chia cho gì cái tỷ giá này thì được bao nhiêu đô la Mỹ, enter chưa? Được 5.000 đô la Mỹ. Thì các bạn copy xuống này. Đấy, xem dữ liệu của đúng không? Đấy, không không, tại sao nó lại là không không, nó sai đúng không? Tại vì ở đây này nó đúng, tại vì chúng ta lấy đúng giá trị ô 4, ghi xuống đây đúng không? Ghi xuống thế này thì giá trị của tôi sẽ ở ô 5 ở đây, đúng không? Ở đây không có giá trị, đúng không? Tiếp theo ở ô này là ô 6 ở đây, đúng không? Vậy hai cái ô này không có giá trị thì giá trị đương nhiên nó gì? Bằng không. Vậy tôi muốn giữ nguyên 100 chia này chia thì ở bắt buộc ở đây tôi phải điền gì? Địa chỉ tuyệt đối. Được chưa? Để khi copy xuống thì cái ô 4 này không bao giờ thay đổi. Được chưa? Điền địa chỉ tuyệt đối bằng cách nhấn FL trên bàn phím, F4 trên bàn phím. Còn một số máy khác sách tay F4 không được thì bạn nhấn thêm phím FL. Đó. Nhấn thêm phím FL cộng với phím F4. Ok. Và bây giờ chúng ta copy lại. Thì bây giờ dữ liệu nó mới ra gì? Ra đúng. Ô 4 luôn luôn được giữ nguyên. Đấy. Tức là một luôn luôn lấy 100 triệu này chia cho tỷ giá. Đấy là sự khác biệt giữa địa chỉ tương đối và tuyệt đối. Tuyệt đối luôn luôn giữ nguyên tại địa chỉ đấy khi copy công thức. Đúng. Còn tương đối nó sẽ thay đổi địa chỉ khi chúng ta copy công thức. Các bạn lưu ý phân biệt cho cô giữa tương đối và tuyệt đối. Khi nào thì dùng tương đối, khi nào thì chúng ta dùng tuyệt đối. Được. Còn về mặt công thức, đúng không? Bắt đầu một công thức bao giờ cũng là dấu bằng. Phép gì? Đây là dấu sao sẽ là phép nhân. Còn dấu chia đó là sẽ là phép gì? Ví dụ dấu chia. Dấu chia là ví dụ cô lấy đơn giá chia số lượng chẳng hạn. 15. Nó là chính là dấu gạch chéo là trên bàn phím. Chia cho gì? Số lượng ví dụ như này. Phép trừ thì là bình thường, đúng không? Ví dụ D3 trừ là dấu trừ bình thường. Còn phép cộng thì nó sẽ là dấu gì? Dấu cộng bình thường. Còn phép tính phần trăm, đúng không? Ví dụ số lượng chia cho đơn giá là bao nhiêu phần trăm, đúng không? Tôi lấy cái này sẽ bằng tỷ lệ phần trăm của số lượng chia gì đơn giá. Các bạn chia này, các bạn enter enter. Ok, thì các bạn có thể kích vào đây, các bạn chọn đây là phần trăm đấy, đúng không? Hoặc cách thứ hai là chúng ta nhân với 100% thì nó cũng ra như thế này, đúng không? Nên chúng ta hay chọn trên này, nó ra cả hiện thị phần trăm ở đây luôn. Đấy là các thao tác công thức, các thao tác toán tử, đúng không? Mà chúng ta thường gặp trong Excel. Nhớ các bạn nên nhớ bắt đầu một công thức
bắt đầu một hàm trong Excel bao giờ cũng là dấu bằng. Các bạn không điền dấu bằng thì nó sẽ gì? Không ra được đâu. Rồi quay lại cái tiêu đề một chút, là cái nó nhìn nó không được đẹp nữa, chúng ta chỉnh sửa nó một chút cho nó đẹp, bỏ cái border nó đi đúng không, bỏ cái để về dưới nào, để cái border, bỏ cái border lâu nó đi, lâu là hẳn đi, nó thiếu ấy nha. Này, chúng ta muốn cái thanh nhang cái cao chúng ta chọn đấy. Đấy, khi chúng ta lưu ý khi chúng ta bôi đen để bo việt thì chúng ta nên bỏ cái tiêu đề đi đấy, được chưa? Để kiểu như khi chúng ta làm xong dữ liệu đâu đấy thì chúng ta mới lên chỉnh sửa, và để chuyển về công chữ có chữ chuẩn chúng ta ấn Ctrl A, chúng ta chuyển vào này, chúng ta thích để không ta mưu mình chúng ta chút cảm này thì tất cả nó sẽ gì chuyển về. Rồi bài hôm sau thì cô sẽ giới thiệu với các bạn với các hàm trong Excel. Đây là công thức chúng ta tự lập để tính toán, còn Excel nó sẽ cung cấp một thư viện các hàm cho chúng ta tính toán và để sử dụng các hàm như thế nào, đúng không? Thì hàm cũng như công thức bắt đầu sẽ là dấu bằng. Tôi ví dụ một hàm đây. Ví dụ đây tôi tính được thành tiền, tôi muốn tổng thành tiền, đúng không? Ví dụ tôi gộp cái cột lẻ, tôi muốn là mơ đi nó lại, đúng không? Tôi tính là tổng cộng chẳng hạn, là tổng tiền. Đúng, tổng tiền. Thì tổng tiền nó là đây là bao nhiêu, đúng không? Thì để tính tổng thành tiền trong Excel thì Excel cung cấp một cái hàm gọi là hàm sum, đúng, bằng bắt đầu dấu hàm lợi bằng này, sum các bạn cũng biết sum, mở ngoặc, bôi đen cái vùng dữ liệu mà chúng ta muốn tính tổng giữ và nhấn chuột, thì nó sẽ bôi đen vùng địa chỉ, đây là vùng địa chỉ từ E3 đến E7 đúng không? Đúng rồi, chúng ta enter. Nó sẽ tính tổng thành tiền, cột tính tổng cột thành tiền cho gì cho chúng ta. Tương tự chúng ta nếu muốn tính số lượng đơn giá cũng thế, chúng ta tổng đến đây thôi, chúng ta phải gộp đến đây thôi. Đấy. Còn đây thì các bạn lưu ý khi cô chỉnh sửa, các bạn cũng để ý là chúng ta có cách chỉnh sửa theo. Đấy. Đây, ví dụ tổng đơn giá. Đấy, các bạn cũng làm. Nó ra tôi kéo xuống. Là các đây là hàm tính tổng, hàm đơn giản nhất đúng không? Trong Excel cung cấp đó là hàm tính tổng. Còn các hàm khác đó, cô sẽ giới thiệu trong bài tiếp theo cho các bạn. Bài chúng ta hôm nay kết thúc ở đây.